Xin kính chào quý khách hàng và các nhà đầu tư. Ngày hôm nay bất động sản Mộc Hỏ xin giới thiệu đến cả nhà một lô đất hẻm số 22 đường số 22 phường Lê Đông, thành phố Thủ Đức. Bán cái đất tại cái kho. Đường trước lô đất hiện tại của mình nó là đường 4,5m, 5m, ô tô có thể tránh nhau vô tư. Sát với lại mặt tiền đường số 22. Diện tích lô đất của mình nó là ngang 4m, dài 15m, diện tích công nhận nó là 60,7m, gần 61m, full thổ cư. Khu vực thì nhà cao tầng, đồng bộ dân trí cao. Sát với lại mặt tiền đường số 22, phường Linh Đông. Sát với lại mặt tiền đường Vành Đai 2, Dự Phóng. Từ vị trí lô đất của mình ra mặt tiền đường 22 là 50m, ra mặt tiền đường Linh Đông, chợ Thủ Đức, đại lộ Phạm Văn Đồng, cầu Bình Triệu, chợ Bình Triệu, đại học Luật, nhà thờ Fatima, bến xe miền Đông cũ, từ 5 đến 15 phút di chuyển thuận tiện đi đến tất cả những vị trí trọng điểm xung quanh. Quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm xin liên hệ với lại bất động sản Mộc Hỏ 0902669004 để nhận được báo giá tốt nhất. Quý khách hàng và các nhà đầu tư hãy đăng ký kênh Bất Động Sản Mộc Hỏ Real để đón nhận cho mình thông tin của những sản phẩm mới một cách nhanh nhất, để chọn cho mình cái kênh đầu tư cũng như là nơi an cư tốt nhất. Xin nhắc lại là bán lô đất đường số 22, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức. Đường trước lô đất hiện tại của mình nó là đường 4,5m, ô tô tránh nhau vô tư. Diện tích lô đất của mình nó là ngang 4m, dài 15m. Diện tích công nhận nó là 60,7m, 61m, full thổ cư. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng và các nhà đầu tư trong những video clip sản phẩm tiếp theo ạ.